Alo, hello anh chị. Cập nhật về cái dòng về cái tình hình biển đỏ để chúng ta có những cái view về cái nhóm về những cái ý tưởng trong cái nhóm cổ phiếu vận tải biển nha. Đó. Thì trong cái bài những cái bài báo gần đây khoảng một ngày trở lại đây thì các công ty vận tải biển Nhật Bản này tránh tuyến đường của biển đỏ này. Đó. Rồi hãng MAX này là họ tiếp tục vận chuyển tiếp tục nối lại chuyến vận tải qua biển đỏ. Đây là cái tin mới, cái tin mà mới nhất, cái tin này của ngày hôm nay, đó là một loạt quốc gia là không gia nhập vào liên minh mới thành lập chỉ chưa đầy một tuần khi Mỹ thành lập một liên minh gồm 10 nước có tên gọi là chiến dịch bảo vệ thịnh vượng OBG ở Pháp, Ý, gần đây nhất là Tây Ban Nha đã tuyên bố rút khỏi lực lượng. Thì cái lý do của các cái nước này đưa ra là gì? Thì ở đây anh chị em thấy là nước nào thì họ cũng bảo vệ cái lợi ích của nước họ thôi. Đấy, như là chính phủ Tây Ban Nha đi thì là người phát ngôn ngôn bộ quốc phòng này biết họ sẽ không tham gia liên minh do người dân đầu để bảo vệ tàu hàng đi qua biển đỏ khỏi các cuộc tấn công của Houthi ở Yemen. Mặc dù lý do cụ thể không được đưa ra nhưng truyền thông Tây Ban Nha đưa tin nguyên nhân dẫn đến quyết định nước này không tham gia liên minh xuất phát từ các vấn đề chính trị trong nước. Ok. Về phần mình thì Bộ Quốc phòng Pháp cho biết là họ ủng hộ các nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đỏ và khu vực xung quanh, đồng thời cho biết họ sẽ hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, các tàu hoạt động và dưới sự chỉ huy của Pháp, Paris cũng không cho biết liệu có triển khai thêm lực lượng hải quân từ khu vực này hay không. Biển Pháp có căn cứ hải quân ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và 1.500 quân ở Djibouti. Khinh hạm của nước này cũng đang ở biển đỏ. Ok. Về cái phía Ý thì họ có cho rằng là sẽ cử tàu khu trục hải quân tới biển đỏ để bảo vệ lợi ích quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các chủ tàu hàng Ý. Tuy nhiên, nước này khẳng định đây là một phần trong các hoạt động hiện có chứ không phải là một phần của BG, tức là nói chung là ông nào cũng có cái lợi ích riêng hết. Trong vài tuần gần đây thì lực lượng Houthi tấn công một số tàu thương mại trên biển đỏ gây gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế. Lực lượng này cho biết đây là hành động phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hamas ở dải Gaza và sẽ chưa dừng lại cho đến khi nào Israel ngừng tấn công Gaza để ngăn chặn các chuỗi các cuộc tấn công tiếp theo của Houthi. Mỹ đã phối hợp với các đồng minh để lập ra một cái liên minh. Đây. Ok, thì chúng ta cũng không biết là cái sự kiện này nó như thế nào. Đúng không chị? Thì chúng ta thử nhìn qua đây là đây này. Đây là biển đỏ này. Đó, biển đỏ này. Ở đây là cái kênh đào Suez này. Nó thì lực lượng Houthi là nó đang kiểm gọi là dùng cái UAV để mà tấn công vùng này. Đó thì anh chị thấy là đây là cái con tuyến hàng hải gọi rất quan trọng nối giữa châu Á và châu Âu, và khoảng 15% cái gọi là sản lượng vận tải giữa châu Á và châu Âu thì nó đi qua khu vực này. Còn nếu mà nó đi qua tiếp ấy, thì nó phải đi qua 10 hảo vọng dưới đây nữa. Đó, thì ở đây thì chúng ta tìm hiểu qua cái đặc điểm. Đó, thì nếu mà nối châu Á với châu Âu thì ở đây người ta có nói là kênh đào Suez nè. Đó, dài khoảng là 11.600 hải lý. Mũi Hảo Vọng này, độ dài của mũi Hảo Vọng là khoảng 11.000, khoảng 12.000 hải lý này, đó, tùy thuộc vào địa điểm cụ thể điểm đến. Tuyến này có ưu điểm là mật độ tàu thuyền khá thưa, từ đó có thể đẩy nhanh tốc độ di chuyển cũng như là chi phí của tuyến này khá thấp. Đó, tuy nhiên nhược điểm là độ dài quãng đường rất lớn, chưa kể tuyến này là khá xa bờ nên khó khăn trong việc cấp nạp nhiên liệu và xử lý sự cố. Ngoài ra thời tiết của ngoài ra nói chung là cái tuyến mà vòng qua cái mũi Hảo Vọng này là anh chị em thấy là cái quãng đường nó xa hơn đó, để đi cập vào những cảng ở Mỹ thì nó tốn thêm khoảng 2 đến khoảng thời gian nữa. Đó. Ok, thì chúng ta thấy được cái là khi nếu mà trường hợp mà các quốc gia mà gọi là người ta
vẫn gọi là duy trì cái con đường mà đi qua Biển Đỏ, thì chúng ta thấy được là có thể là cái thời gian, nói chung là không biết là một là đi qua Biển Đỏ thì có cái lực lượng Houthi thì nó cũng gọi là gây ảnh hưởng đúng không, ách tắc lại, tại vì phải có những cái đoàn hộ tống, có thể là các cái gọi là liên minh của Mỹ sẽ phải đưa những cái đoàn hộ tống tàu chở hàng đó, thì nó cũng sẽ gọi là mất thời gian để mà dắt lai dắt các cái con tàu đi qua khu vực này để đi tiếp lên thác qua cái khu vực là kênh Suez để đi tiếp, thì chúng ta thấy là nó sẽ ít nhất là nó đã tốn thời gian. Còn nếu mà các cái con tàu hàng nó gọi là không có chờ đợi được ở đây thì nó phải đi vòng xuống cái này và lên cái này, thì chúng ta chưa biết là cái lực lượng mà Mỹ, cái mà liên minh mà Mỹ tổ chức ra thì nó vận hành như thế nào, nó có gọi là nó có mượt mà hay không đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy được là cái câu chuyện là có thể là nó sẽ dẫn đến là kéo dài thời gian. Mà ít nhất thì trong cái câu chuyện kéo dài thời gian thì nó sẽ kéo theo cái câu chuyện là tăng giá cước, tại vì là cái số lượng tàu thuyền, tàu và vận tải chở hàng thì nó có hạn. Thứ hai nữa là đặc biệt là các cái gọi là tàu mà nó liên quan đến tàu chở dầu, giống như là tàu Aframax rồi Wolframax đi gì đó, thì là những cái loại tàu đó là nó tàu chuyên dụng để chở dầu. Thì anh chị em thấy là dầu đi từ châu Á qua châu Âu, châu Âu ngược lại châu Á đi, đó thì là nó đi qua cái khu vực này, thì cái số lượng mà tàu chở dầu đó, năm vừa rồi chúng ta thấy là cái giá cước tàu chở dầu nó tăng lên là do là kiểu Nga sau khi mà gọi là xung đột với Ukraine thì không có gọi là đưa dầu qua những cái đường ống được đó, thì người ta lại chuyển qua người ta dùng tàu đó, tàu để gọi là luồn qua những cái nước gia khác như là Trung Quốc, Ấn Độ, thì nó kéo theo là cái nhu cầu tàu chở dầu tăng, kéo theo giá cước nó tăng, thì bây giờ nó lại kéo theo cái câu chuyện này rồi. Chúng ta cũng chưa biết cái câu chuyện này nó ảnh hưởng như thế nào và Mỹ vận hành cái hiện tượng cái hoạt động này như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy là một số cổ phiếu của nhóm vận tải biển ngày hôm qua đúng không, ngày hôm qua là nó cũng có những cái gọi là vận động. Thì thực ra thì cái nhóm về cái mặt cổ phiếu thì anh chị em thấy là hiện tại thì các cái nhóm cổ phiếu này nó gọi là nó đang vận động theo tin, tại vì là cái giá cước tăng ấy, nhưng mà cũng chưa chắc là nó đã gọi là vận hành đu vào giá, tại vì là cái cước mà thuê tàu thì nó có tăng đúng không, nhưng mà chúng ta thấy là có tăng, nhưng mà cái việc mà phản ánh vào giá và kết quả kinh doanh lợi nhuận ấy, thì nó chỉ đang là ở cái mức kỳ vọng, tức là những cái thông gọi là giá cổ phiếu bây giờ nó đang hoạt động, nó đang phản ánh vào, nó đang gọi là phản ứng bởi cái thông tin đó. Nên là cái phiên ngày hôm qua một số cổ phiếu nó tăng lên, ngày hôm nay thì nó có điều chỉnh lại, thì dưới góc độ là chúng ta gọi là đầu cơ theo tin tức ấy, thì em nghĩ là anh chị em có thể lựa chọn mà chúng ta mua những cái cổ phiếu này ở những cái mùa hỗ trợ đó, thay vì chúng ta mua những phiên mà cổ phiếu nó tăng mạnh đấy, ví dụ như trường hợp của KDHH này đó, đầu ngành của tàu biển này, thì anh chị em thấy là ngày hôm qua thì nó tăng lên chạm kháng cự là những vùng chúng ta không nên tham gia, nhưng mà nếu một phiên ngày mai nó quay lại dưới những vùng là 37 thì anh chị em hoàn toàn có thể chúng ta mở mua thăm dò đối với những cái vùng này, để chúng ta thứ nhất là gì, để chúng ta có cái cổ phiếu, hai là chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát đó, tại vì về đây thì nó sẽ có hai xác suất đó, nếu mà thông tin nó tiếp tục được hỗ trợ đấy, rồi là cổ phiếu nó không bị bán vì trường trung, thì có thể là nó sẽ tiếp tục hoạt động theo chiều lên đó, và nó sẽ gọi là đi theo con đường của GMD này. Anh chị em thấy là GMD là nó vượt luôn đỉnh của thời đại, nhưng vượt đỉnh cao nhất của nó trong phiên sáng hôm nay này. Rồi sau đó là nó có áp lực bán lại này, nhưng mà nó vẫn giữ xu hướng tăng, thì những cổ phiếu như HAH này chúng ta thấy là hiện tại nó đang ở vùng giá 38 nó, thì nếu một cái gọi là cái câu chuyện này nó tiếp tục nó được đẩy lên thì có thể là nó sẽ có những gì điều chỉnh, thì chúng ta anh chị mua những cái lệnh này chúng ta có thể là đặt các lỗ ở đâu đó khoảng dưới vùng giá là chúng ta mua 37, chúng ta có thể đặt các lỗ dưới giá 36, mức 36 thì chúng ta bán để về dưới khoảng 35, 34, 8 vùng hỗ trợ toàn ở dưới đây này, để chúng ta có thể gom lại đó, gọi là đảo vị thế. Nhưng mà trước mắt thì em nghĩ là nên có cái gọi là vị thế mua thăm dò 30% đối với cái hỗ trợ ngưỡng là 37 của Fund Daily đó. Còn mức hỗ trợ này chúng ta lùi về hỗ trợ toàn, chúng ta gọi là cắt, chúng ta lùi hỗ trợ toàn gom sau đấy. HH này, GMD thì là leader, nhưng mà GMD thì nó thiên về cảng biển hơn đấy. Nhưng mà nếu mà nó đích danh về tàu đó, thì phải là HH. Còn BVT thì là nó là đặc thù là tàu chở dầu đó. BVT là đặc thù là cái mảng là tàu chở dầu, thì không phải là năm nay mà từ năm ngoái nó đã ảnh hưởng, đã được hưởng lợi từ câu chuyện là cước tàu biển tăng rồi
cước tàu chở dầu tăng rồi, nhưng mà cái BVT này thì nó có cái là BVT nó gọi là cổ đông lớn là cổ đông là BVN hay là SCIC gì đó, thì là những cổ đông nhà nước, cho nên là cái giá cổ phiếu anh chị sẽ thấy là nó sẽ hơi lìn xìn và nó mang cái tính chất là những cổ phiếu mua gom hỗ trợ để đầu tư, còn như là đánh sóng như những cú này đó, thì trước khi nó có sóng nó cũng đều có những cú mà rủ rất rác đấy. Thì đối với những cái cổ phiếu như BVT thì em nghĩ là cũng tương tự thôi. Nếu mà tham gia thì em nghĩ là tham gia những vùng giá hỗ trợ điều chỉnh vào khoảng 26.3 anh chị có thể là mở thăm dò được đối với BVT, và chúng ta cắt lỗ ở vùng giá 26. Ngoài ra thì Benny thì VOS thì là một cái mã Benny phiên ngày hôm qua thì nó có tín hiệu là vượt cản đi lên đó, nhưng mà nếu mà anh chị em mà mua phiên ngày hôm qua với cái giá gần trần thì chúng ta hàng về chúng ta chịu tương đối rủi ro, nhưng mà nếu mà ngày mai nó có điều chỉnh lại giá 11.3 đến 11.5 thì đây là cái vùng hộp đỏ này, anh chị em hoàn toàn có thể tham gia mới được nha, tham gia mới mua mới để chúng ta kỳ vọng ít nhất là một cái nhịp nó về đỉnh cũ được khoảng giá 13.6 là cũng sẽ có khoảng 2 giá lợi nhuận đấy. Ok, thì cái này là view qua cho anh chị em một số cái mã cổ phiếu của cái nhóm vận tải biển trong cái giai đoạn này. Thì với cái câu chuyện gọi là kỳ vọng, gọi là câu chuyện kỳ vọng, câu chuyện đánh theo sóng thông tin nha, đánh theo sóng thông tin, cái sóng câu chuyện vận tải biển của ngành của biển đỏ nha, đó thì chúng ta cũng chưa biết là cái hoạt động của UT nó sẽ gọi là leo thang cho đến cái mức nào, nhưng mà nếu mà gọi là nếu mà anh chị cứ tư duy là nếu mà chúng ta không có vị thế trước ấy, ví dụ như bây giờ đặt ra hai kịch bản là Mỹ nó khoảng một vài tuần cái sự kiện nó hiện nay nó hạ nhiệt đi thì cũng có thể là chúng ta sẽ chốt hạ vốn, nhưng mà nếu mà trường hợp mà sự kiện này nó leo thang lên cao hơn đúng không, thì nó neo với giá tàu chở dầu cao trong khoảng một thời gian đủ lâu ấy, thì có thể là lúc đó nó sẽ đánh vào giá và những cổ phiếu này nó sẽ có những con sóng tương đối. Thì lúc đó chúng ta đã có lượng cổ phiếu sẵn rồi thì chúng ta sẽ là tiếp tục mua gia tăng, mua nhồi trong cái chu kỳ nó đi lên đó. Thì để mà gọi là có cổ phiếu trong cái chu kỳ sóng tăng thì chúng ta phải mua cổ phiếu cho những cái phiên tích lũy, và chúng ta cứ chờ cổ phiếu nó tăng rồi mà anh chị mới hỏi là cổ phiếu này mua được không em, thì em nghĩ là những cái điểm mua mà gọi là mua thấy cổ phiếu tăng mạnh rồi mới mua thì nó mang tính chất là, thứ nhất là gì, chúng ta mua đuổi đó, chúng ta không phải mang tính chất là mua gom đầu tư, những vị thế mua đuổi mua break out như vậy thì thường nó không an toàn đó. Nhưng mà anh chị em nhiều khi không hiểu được thì cứ muốn là mua xong là nó phải tăng ngay tăng nhanh, nhưng mà tăng ngay tăng nhanh thì nó có cái giá của nó đúng không. Ok, cho nên là cái việc mua bán thì chúng ta phân tích thông tin, phân tích cổ phiếu, tìm điểm mua, lên kế hoạch mua, thì rồi có kế hoạch mua rồi chúng ta cứ đi mua theo cái kế hoạch của chúng ta thôi. Ai mua gom thì cứ mua gom, ai mua lướt thì cứ gọi là mua break thì mua break, nhưng mà mỗi phương pháp nó sẽ có những cái quản trị rủi ro riêng, nên là chúng ta phải nắm được để mà chúng ta làm sao chúng ta mua gom thì chúng ta cắt lỗ đâu, mua break thì chúng ta cắt lỗ đâu, chúng ta chấp nhận cái rủi ro của cái cuộc chơi nha anh chị. Ok, thì cái này là cái chia sẻ góc nhìn của em về cái nhóm cổ phiếu cảng biển, cũng như là những cái chia sẻ cá nhân về cái việc giao dịch cổ phiếu nhé. Anh chị em nhà đầu tư cần người đồng hành, cần người hỗ trợ tại chứng khoán SSI, có thể liên hệ với em về cái số ở trên màn hình để em có thể đồng hành hỗ trợ với anh chị em nha. Ok, bye bye anh chị ạ. Chúc anh chị việc thành công với cái cổ phiếu của nhóm vận tải biển nha. Bye bye.